Phiên bản đầu tiên của robot Walkman được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2015 bởi Học viện Công nghệ Istituto Italiano di Tecnologia. Kể từ đó, những nhà nghiên cứu đã xây lại nó với những vật liệu mới, cũng như giảm thiểu chi phí và tăng cường hiệu suất. Được thiết kế đặc biệt cho công việc cứu nạn, Walkman có thể xâm nhập vào những căn phòng bị tàn phá và thực hiện một số hành động cần thiết trong trường hợp khẩn cấp. Cụ thể, Walkman có thể xác định vị trí hở của ống van và đóng nó lại, di chuyển các mảnh bê tông chặn đường và phát hiện lửa cũng như sử dụng bình chữa cháy để xử lý. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta được thiết kế để phù hợp với cơ thể con người. Nhiều vật dụng có thể dùng để cầm nắm, cũng như các khu vực để thân thể chúng ta có thể chui lọt. Thiết kế một con robot với cơ thể gần giống như con người sẽ vô cùng tiện lợi cho công tác cứu nạn. Walkman được điều khiển bởi con người từ xa, cao 1m85 và có cân nặng 102kg. Chương trình xây dựng robot này đã được bắt đầu tiến hành vào năm 2013 và giờ đang đi vào những giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi được tung ra thị trường.